7. Hoặc tên là tăng trưởng. Tăng trưởng gì? Tăng trưởng ác căn. 8. Hoặc tên là gánh nặng, khiến cho chúng sinh tăng thêm khổ. 9. Hoặc tên là năng sinh, hay sinh phiền não. 10. Hoặc tên là thô bạo, rất thô dã, rất hung ác. Đó là tánh chất và biệt danh của tập. Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới ly cấu, hoặc tên là chẳng gì bằng, hoặc tên là khắp trừ sạch, hoặc tên là ly cấu, hoặc tên là căn tối thắng, hoặc tên là xưng hội, hoặc tên là vô tư đãi, hoặc tên là diệt hoặc, hoặc tên là tối thượng, hoặc tên là tất kính, hoặc tên là phá noãn. Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị nên biết, ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ khác nhau. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói sơ lược thì có 10. 1. Hoặc tên là chẳng gì bằng, chẳng có gì so sánh bằng nó. 2. Hoặc tên là khắp trừ sạch, khắp trừ sạch tất cả phiền não. 3. Hoặc tên là ly cấu, lìa khỏi tất cả trần cấu. 4. Hoặc tên là căn tối thắng, gốc căn lành thủ thắng nhất. 5. Hoặc tên là xưng hội, tán thán khen ngợi chư Phật để tham gia tất cả pháp hội. 6. Hoặc tên là vô tư đãi, chẳng cần trợ giúp, chẳng cần đợi chờ. 7. Hoặc tên là diệt hoặc, hay tiêu diệt tất cả mê hoặc. 8. Hoặc tên là tối thượng, cao thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. 9. Hoặc tên là tất kính, tất kính đắc được diệt độ, chẳng còn sinh tử. 10. Hoặc tên là phá noãn, năm ấm trước đã diệt, năm ấm sau chẳng sinh. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới ly cấu, hoặc tên là Phật kiên cố, hoặc tên là phương tiện phần, hoặc tên là giải thoát bổn, hoặc tên là bổn tánh thật, hoặc tên là bất khả hủy tí, hoặc tên là tối thanh tịnh, hoặc tên là chư hữu biên, hoặc tên là thọ ký toàn, hoặc tên là tác cứu kính, hoặc tên là tịnh phân biệt. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị nên biết, ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có đủ thứ danh từ. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là vật kiên cố, đạo này kiên cố nhất như là kim cang. 2. Hoặc tên là phương tiện phần, đạo này phương tiện nhất, ai ai cũng có phần, ai tu thì người đó thành tựu. 3. Hoặc tên là giải thoát bổn, đây là sự giải thoát căn bản, tu đạo thì được giải thoát. 4. Hoặc tên là bản tánh thật, bản tánh của đạo là thật tại, chẳng hư vọng. 5. Hoặc tên là bất khả hủy tí, đạo này không thể hủy hoại, không thể nghị luận. 6. Hoặc tên là tối thanh tịnh, hay khiến cho người tu đoạn vọng tưởng, chứng được pháp thanh tịnh diệu nhất. 7. Hoặc tên là chư hữu biên, hay lìa khỏi tam giới, hay 15 cõi. 8. Hoặc tên là thọ ký toàn, phàm là ký thác vào nó thì nhất định được bảo hộ, được an toàn, chẳng thọ tổn hại. 9. Hoặc tên là tác cứu kính, làm đến nơi cứu kính tối hậu. 10. Hoặc tên là tịnh phân biệt thanh tịnh, tức là chẳng còn phân biệt. Các Phật tử, thế giới ly cấu nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 410.000 danh từ, để tâm chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị có biết bốn thánh đế có bao nhiêu danh từ chăng? Ở thế giới ly cấu, nói danh từ của bốn thánh đế có cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sinh khác nhau, hoàn toàn khiến cho thân tâm của họ được điều phục, đều phát tâm Bồ Đề sớm thành Phật đạo. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới phòng ích, hoặc tên là ái nhiễm xứ, hoặc tên là hiểm hại căn, hoặc tên là hữu hải phần, hoặc tên là tích tập thành, hoặc tên là sai biệt căn, hoặc tên là tăng trưởng, hoặc tên là sinh diệt, hoặc tên là chướng ngại, hoặc tên là đao kiếm bổn, hoặc tên là số sở thành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: ở thế giới Ta Bà nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới phòng ích cũng có rất nhiều thứ tên khác nhau, nói tóm lại thì có 10. 1. Hoặc tên là ái trước xứ, có ái thì có nhiễm thì có khổ.
Hại hoặc tên là hiểm hại căn, có khổ thì có nguy hiểm thì có hại. Cho nên nói khổ là nguồn gốc của hiểm hại. Ba hoặc tên là hữu hại phần, ai ai cũng đều có một phần biển khổ. Bốn hoặc tên là tích tập thành, tích tập cả phiền não mà thành khổ. Năm hoặc tên là sai biệt căn, mình muốn đắc được lợi ích thì sẽ phân biệt với người rất rõ ràng, đó là nguồn gốc thọ khổ. Sáu hoặc tên là tăng trưởng, tăng thêm ác nghiệp thì tăng thêm khổ. Bảy hoặc tên là sinh diệt, khổ này sinh diệt liên tục, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Tám hoặc tên là chướng ngại, có khổ thì có chướng ngại chẳng phát tâm bồ đề, chướng ngại chẳng thành Phật đạo. Chín hoặc tên là đao kiếm bổn, căn bản đao kiếm là khổ. Mười hoặc tên là số sở thành, do vô minh phiền não số nhiều mà thành khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới phòng ích, hoặc tên là khả ác, hoặc tên là danh tự, hoặc tên là vô tận, hoặc tên là phần số, hoặc tên là khả ái, hoặc tên là hay bắt cắn, hoặc tên là vật thô bỉ, hoặc tên là ái trước, hoặc tên là khí, hoặc tên là động. Bồ Tát Văn Thủ Xứ Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới phòng ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm được thì có 10. Một hoặc tên là khả ác, chẳng thọ hoan nghênh, khiến cho người nhàm chán. Hai hoặc tên là danh tự, chẳng có đạo lý hiện chân thật, chỉ có danh từ ác hư vọng. Ba hoặc tên là vô tận, tích tập nghiệp và phiền não vô tận vô biên. Bốn hoặc tên là phần số, 25 cõi, mỗi cõi đều có một phần. Năm hoặc tên là khả ái, tập đế này không thể tham ái. Sáu hoặc tên là hay bắt cắn, tập đế này hay đánh nhau, hay cắn nhau, như cầm thú bắt lấy cắn ăn, có thể ăn nuốt trí huệ và sinh mạng. Bảy hoặc tên là thô bỉ, tập đế này là vật rất bỉ ổi, rất hạ tiện. Tám hoặc tên là ái trước, tập đế này hay khiến cho tất cả chúng sinh luyến ái nó, chấp trước nó. Chín hoặc tên là khí, nó là khí huyết trở đựng phiền não, nó là khí huyết trở đựng vô minh. Mười hoặc tên là động, tánh của nó luôn luôn dao động, tụ tập phiền não lại với nhau. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới phòng ích, hoặc tên là tương tục đoạn, hoặc tên là khai hiển, hoặc tên là không văn tự, hoặc tên là vô sở tu, hoặc tên là vô sở kiến, hoặc tên là vô sở tác, hoặc tên là tịch diệt, hoặc tên là đã thiêu sạch, hoặc tên là xả gánh nặng, hoặc tên là đã trừ hoại. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới phong ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói đơn giản có 10. Một hoặc tên là tương tục đoạn, đoạn gì, đoạn lưu chuyển sinh tử. Hai hoặc tên là khai hiển ra đạo lý chân thật. Ba hoặc tên là không văn tự, pháp môn thật tướng, vô tướng, chẳng có tất cả văn tự để đại biểu. Bốn hoặc tên là vô sở tu, đã tu đến cực điểm, đến cảnh giới, vô tù khả tù, do đó những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Năm hoặc tên là vô sở kiến, vì đã diệt cho nên tất cả phiền não chẳng sinh, chẳng sinh tức là vô sở kiến. Sáu hoặc tên là vô sở tác, điều đáng làm đã làm xong, chẳng còn gì làm nữa. Bảy hoặc tên là tịch diệt, đã lìa phiền não, chẳng có khổ vạn, đến được cảnh giới tịch diệt. Tám hoặc tên là đã thiêu sạch tất cả phiền não. Chín hoặc tên là xả gánh nặng, đã xả bỏ gánh nặng phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Mười hoặc tên là đã trừ hoại, đã trừ đi cái xấu, còn lại cái tốt. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới phòng ích, hoặc tên là hành tịch diệt, hoặc tên là hạnh xuất ly, hoặc tên là xin tu chứng, hoặc tên là đi an ổn, hoặc tên là vô lượng thọ, hoặc tên là khéo biết rõ, hoặc tên là đạo cứu kính, hoặc tên là khó tu tập, hoặc tên là đến bỏ kia, hoặc tên là vô năng thắng.
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới vọng ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói sơ lược thì có 10. Một hoặc tên là hành tịch diệt, tu thành tựu đạo nghiệp thì đắc được tịch diệt. Hai hoặc tên là hành xuất ly, đạo tu hành ra khỏi ba cõi. Ba hoặc tên là siêng tư chứng, phải siêng tu hành mới chứng được đạo này. Bốn hoặc tên là đi an ổn, đi đến quả vị thánh nhân rất an ổn. Năm hoặc tên là vô lượng thọ, đây là con đường lớn quang minh đi đến chỗ Đức Phật Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà. Sáu hoặc tên là khéo biết rõ, khéo thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các pháp. Bảy hoặc tên là đạo cứu kính, tu đạo này thì sẽ thẳng đến nơi cứu kính, tức cũng là đường niết bàn. Tám hoặc tên là khó tu tập, con đường này tuy khó tu nhưng đừng sợ, nếu siêng năng tu tập thì nhất định sẽ thành công, do đó thiên hạ chẳng việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chín hoặc tên là đến bờ kia tức là cảnh giới bất sinh bất diệt, đó là đường đến bờ kia. 10. Hoặc tên là vô năng thắng, chẳng có pháp nào thắng hơn đạo này. Các Phật tử thế giới phòng ích nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy. Cả thảy 400 ức 10.000 danh từ, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật ở thế giới phòng ích nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 400 ức 10.000 danh từ như đã nói ở trên, tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sinh đều được điều phục, khiến cho họ sinh tâm Bồ Đề sớm thành Phật đạo. Có người nói, kinh Phật không thể giảng, nếu giảng sai thì có tội, do đó sai kinh như gãy cốt, nếu giảng kinh sai thì nguy hiểm giống như gãy cốt xương sống. Lại có người nói, y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, đây càng nghiêm trọng hơn, y chiếu theo kinh văn để giải thích ý nghĩa thì oan cho chư Phật ba đời. Các vị, mọi người nói vậy thì làm thế nào? Phàm là người nói lời đó hoặc người có tư tưởng ngu si như thế thì đều là người chẳng có trí huệ, chẳng có tri thức, họ chẳng hiểu tâm của Phật, chẳng rõ trí của Phật như thế nào. Có lẽ nào Phật nói ra kinh điển là dạy người tạo tội chăng? Kinh không thể giảng, giảng thì có tội. Vấn đề này rất là lợi hại. Nếu nói vậy thì Phật giảng kinh để làm gì? Chẳng lẽ Phật giảng kinh là vì tăng thêm tội nghiệp cho chúng sinh? Nếu như chúng sinh giảng kinh có tội thì cách xa ý của Phật 108.000 dặm, thật là sai lầm. Còn có câu nữa là ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nếu lìa khỏi kinh một chữ thì ma vương nói, vậy đến lúc nào thì mới không oan, mới không phải ma nói? Đến lúc bạn dứt sạch hết dục niệm thì nói thế nào cũng đều đúng. Trước khi dục niệm của bạn chưa dứt thì nói thế nào cũng đều không đúng. Tóm lại còn tâm dâm dục tức là phàm phu, chẳng còn tâm dâm dục thì là thánh nhân. Mục đích của chúng ta tu đạo là tu pháp môn đoạn dục khử ái. Nếu chẳng còn dục, chẳng còn ái thì ra khỏi được tam giới. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới nhiếp thủ, hoặc tên là hay kiếp đoạt, hoặc tên là bạn chẳng tốt, hoặc tên là nhiều sợ sệt, hoặc tên là đủ thứ hí luận, hoặc tên là tánh địa ngục, hoặc tên là nghĩa chẳng thật, hoặc tên là gánh tham dục, hoặc tên là căn sâu nặng, hoặc tên là tùy tâm truyền, hoặc tên là căn bổn không. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là hay kiếp đoạt, sự khổ này giống như kẻ trộm hay kiếp đoạt tài sản của người, tức là kiếp đoạt trí huệ bát nhã. Hai hoặc tên là bạn chẳng tốt, sự khổ này chẳng phải là bạn lương thiện mà là ác trí thức. Ba hoặc tên là nhiều sợ hãi, sự khổ này sẽ khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm sợ hãi. Bốn hoặc tên là đủ thứ hí luận, sự khổ này sẽ khiến cho chúng sinh tạo ra đủ thứ hí luận. Năm hoặc tên là tánh địa ngục, khổ
là thuộc về hết thảy tánh địa ngục. 6. Hoặc tên là nghĩa chẳng thật, nghĩa là khổ chẳng có khoái lạc chân thật. 7. Hoặc tên là gánh tham dục quá nặng thì gánh khổ cũng không ngừng gia tăng. 8. Hoặc tên là căn sâu nặng, khổ là gốc rễ phiền não sâu nặng. 9. Hoặc tên là tùy tâm chuyển, tùy theo tâm của chúng sinh mà chuyển biến làm khổ. 10. Hoặc tên là căn bổn không, trí huệ không, thì còn lại là khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới nhiếp thủ đó, hoặc tên là tham trước, hoặc tên là ác thành biện, hoặc tên là quá ác, hoặc tên là mau lẹ, hoặc tên là hay chấp lấy, hoặc tên là tưởng, hoặc tên là có quả, hoặc tên là không thể nói, hoặc tên là không thể lấy, hoặc tên là lưu truyền. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là tham trước nam dục, tham trước tình nam nữ. 2. Hoặc tên là ác thành biện, ác đã thành biện thì thọ thân sau. 3. Hoặc tên là quá ác, có lỗi lầm, có tội ác. 4. Hoặc tên là mau lẹ, tập này rất mau phải thọ quả báo. 5. Hoặc tên là hay chấp lấy, hay chấp giữ lấy, tức là tham. 6. Hoặc tên là tưởng, tập này là do vọng tưởng phiền não mà tạo thành. 7. Hoặc tên là quả, tạo tập rồi thì tương lai phải thọ quả khổ. 8. Hoặc tên là không thể nói, vì phiền não nhiều quá cho nên không thể nói. 9. Hoặc tên là không thể lấy, chẳng có gì để lấy, vì nó là do phiền não mà thành. 10. Hoặc tên là lưu truyền, có tập rồi thì lưu truyền trong 6 nẻo luân hồi không ngừng. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới nhiếp thủ, hoặc tên là không thối chuyển, hoặc tên là lìa nói năng, hoặc tên là chẳng tướng trạng, hoặc tên là đáng vui mừng, hoặc tên là kiên cố, hoặc tên là thượng diệu, hoặc tên là lìa ngu si, hoặc tên là diệt tận, hoặc tên là xa lìa ác, hoặc tên là ra khỏi. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lại thì có 10. 1. Hoặc tên là không thối chuyển, đã chứng được tịch diệt cho nên chẳng thối chuyển. 2. Hoặc tên là lìa nói năng, đã lìa khỏi tướng nói năng cho nên chẳng có tất cả lời nói văn tự. 3. Hoặc tên là không tướng trạng, vì đã diệt cho nên chẳng có hình tướng và trạng mạo. 4. Hoặc tên là đáng vui mừng, vì đắc được vui tịch diệt cho nên đáng được vui mừng. 5. Hoặc tên là kiên cố, diệt đế kiên cố như kim cang chẳng gì phá hoại được. 6. Hoặc tên là thượng diệu, diệt đế là vì diệu nhất, vô thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. 7. Hoặc tên là lìa ngu si, đã lìa khỏi mọi ngu si nên trí huệ hiện tiền. 8. Hoặc tên là diệt tận, tiêu diệt sạch tất cả phiền não. 9. Hoặc tên là xa lìa ác, xa lìa tất cả các điều ác. 10. Hoặc tên là ra khỏi, hay ra khỏi nhà lửa phiền não ba cõi. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới nhiếp thủ đó, hoặc tên là lìa lời lẽ, hoặc tên là vô tránh, hoặc tên là giáo đạo, hoặc tên là thiện hồi hướng, hoặc tên là đại thiện xảo, hoặc tên là phước tiện khác nhau, hoặc tên là như hư không, hoặc tên là hạnh tịch diệt, hoặc tên là thắng trí, hoặc tên là năng liễu nghĩa. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiếp thủ cũng có đủ thứ tên khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là lìa lời nói, lìa khỏi tất cả lời lẽ. 2. Hoặc tên là vô tránh, chứng được tam muội vô tránh cho nên chẳng có ý luận. 3. Hoặc tên là giáo đạo, giáo hóa dẫn dắt tất cả chúng sinh hướng về đường Bồ Đề. 4. Hoặc tên là thiện hồi hướng, khéo về hồi hướng, hồi nhỏ hướng lớn, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý. 5. Hoặc tên là đại thiện xảo, và một phương tiện thiện xảo rộng lớn.
6. Phẩm tức là phương tiện khác nhau. Đạo tức là pháp phương tiện khác nhau. 7. Phẩm tên là như hư không. Đạo như hư không, nhìn chẳng thấy, lắng nghe chẳng nghe, song nương theo mà tu hành thì sẽ thành đạo. 8. Phẩm tên là hạnh tịch tĩnh. Hướng về con đường tịch tĩnh, thượng hạnh mà đi. 9. Phẩm tên là thắng trí. Trí huệ thủ thắng. 10. Phẩm tên là năng liễu nghĩa. Thấy rõ được tất cả nghĩa lý. Các Phật tử, thế giới nhiếp thủ, nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 400 ước 10.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ở thế giới nhiếp thủ nói về danh từ của bốn thánh đế, như ở trước đã nói, nếu nói tỉ mỉ thì có 400 vạn ước danh từ. Tùy danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh, hoàn toàn khiến cho họ đắc được lợi ích điều phục. Các Phật tử ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiều ích, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là không vững chắc, hoặc tên là nghi tặc, hoặc tên là giả chết, hoặc tên là ái sở thành, hoặc tên là lưu truyền, hoặc tên là mệt nhọc, hoặc tên là tướng trạng ác, hoặc tên là sinh trưởng, hoặc tên là bén nhọn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới nhiều ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là gánh nặng, gánh khổ rất nặng. 2. Hoặc tên là không vững chắc, không vững chắc thì dễ hư hoại, đó là khổ. 3. Hoặc tên là như tặc, khổ này giống như kẻ trộm cướp lấy châu báu đi. 4. Hoặc tên là già chết, sự khổ này giống như già và chết. 5. Hoặc tên là ái sở thành, tại sao phải thọ khổ? Vì do ái mà thành tựu, có ái thì có khổ. 6. Hoặc tên là lưu truyền, lưu truyền ba cõi thì có sự khổ về luân hồi. 7. Hoặc tên là mệt nhọc khổ đau chẳng an lạc. 8. Hoặc tên là tướng trạng ác, khổ là ác, tướng trạng đáng ghét. 9. Hoặc tên là sinh trưởng, tức là sinh trưởng căn khổ. 10. Hoặc tên là bén nhọn, đời người là khổ, sự thọ khổ, như thần bị đao bén nhọn làm hại. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế, ở thế giới nhiều ích, hoặc tên là bại hoại, hoặc tên là hỗn trược, hoặc tên là thối thất, hoặc tên là không có sức, hoặc tên là tán mất, hoặc tên là trái ngược, hoặc tên là không hòa hợp, hoặc tên là sở tác, hoặc tên là đấy, hoặc tên là ý dụng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ tập thánh đế, có rất nhiều danh từ. Ở thế giới nhiêu ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm được thì có 10. 1. Hoặc tên là bại hoại, tập làm bại hoại tất cả căn lành. 2. Hoặc tên là hỗn trược, tập là phiền não hỗn trược như nước đục. 3. Hoặc tên là thối thất, tập hay khiến cho con người thối thất tâm bồ đề. 4. Hoặc tên là không có sức, không có sức lực để tăng trưởng căn lành. 5. Hoặc tên là tán mất bồ đề tâm, tán mất chứng quả vị. 6. Hoặc tên là trái ngược, chẳng thuận tình lý, trái ngược thường lý. 7. Hoặc tên là không hòa hợp, tức là chẳng hòa hợp với nhau. 8. Hoặc tên là sở tác, làm những gì đều là nghiệp báo. 9. Hoặc tên là lấy, nguyện lấy vô minh, phiền não. 10. Hoặc tên là ý dục, sở ý hư vọng là phiền não, là vô minh, là vọng tưởng, là chấp trước. Các Phật tử nói về khổ diệt, thánh đế. Ở thế giới nhiêu ít đó, hoặc tên là gia ngục, hoặc tên là chân thật, hoặc tên là liền nạn, hoặc tên là che hộ, hoặc tên là địa ác, hoặc tên là tùy thuận, hoặc tên là căn bổn, hoặc tên là bỏ nhân, hoặc tên là vô vi, hoặc tên là không tương tục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới nhiều ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là gia ngục, ra khỏi ngục tam giới. 2. Hoặc tên là chân thật, đắc được diệu pháp chân thật không hư. 3. Hoặc tên là liền nạn, xa lìa tất cả khổ nạn.
Bốn hoặc tên là che hộ, bảo vệ thân tâm thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Năm hoặc tên là lìa ác, xa lìa mọi điều ác, sinh tất cả điều lành. Sáu hoặc tên là tùy thuận, tùy thuận tất cả pháp phương tiện. Bảy hoặc tên là căn bổn, đây là pháp môn căn bản nhất. Tám hoặc tên là bỏ nhân, xả bỏ nhân khổ thì đắc được quả vui. Chín hoặc tên là vô vi, vô sở tác vi, tức cũng là pháp xuất thế. Mười hoặc tên là không tương tục, chẳng có tương tục thì ra khỏi luân hồi. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới nhiều ích đó, hoặc tên là đạt vô sở hữu, hoặc tên là nhất thiết ấn, hoặc tên là tam muội tạm, hoặc tên là được quang minh, hoặc tên là pháp bất thối, hoặc tên là năng tận hữu, hoặc tên là đường rộng lớn, hoặc tên là hay điều phục, hoặc tên là có an ổn, hoặc tên là căn không lưu truyền. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới nhiều ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược có 10. Một hoặc tên là đạt vô sở hữu, thông đạt nơi vô sở hữu, tất cả đều chẳng có chấp trước. Hai hoặc tên là tất cả ấn, tức là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Ba hoặc tên là tạng tam muội, tam muội là chánh định chánh thọ, đắc được tạng chánh định chánh thọ. Bốn hoặc tên là được quang minh, tu đạo thì đắc được quang minh, tức cũng là quang minh trí huệ. Năm hoặc tên là pháp bất thối, người tu đạo tuyệt đối chẳng sinh tâm bất thối chuyển đối với pháp. Sáu hoặc tên là năng tận hữu, đoạn sạch tam giới 25 cõi mới ra khỏi được tam giới. Bảy hoặc tên là đường rộng lớn, con đường này quang minh rộng lớn, chẳng phải có đường chật hẹp đen tối. Tám hoặc tên là hay điều phục, hay điều phục thân tâm, hay điều phục tất cả nghiệp chướng. 9. Hoặc tên là có an ổn, đạo này rất an ổn, thẳng đến cõi Phật. 10. Hoặc tên là căn không lưu truyền, đạo này căn bản chẳng lưu truyền sinh tử. Các Phật tử, thế giới nhiều ích nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 400 ước 10.000 danh từ, tùy tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới nhiều ích nói về bốn thánh đế như vừa nói ở trên, có rất nhiều danh từ, nếu nói tỉ mỉ thì có 400 ước vạn danh từ. Tuy nhiên danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh hoàn toàn khiến cho họ được lợi ích điều phục, thân cũng điều phục mà phát bồ đề tâm sớm thành chánh giác. Các Phật tử thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới tiền thiểu hoặc tên là dục lạc hiểm, hoặc tên là nơi trói buộc, hoặc tên là tà hạnh, hoặc tên là tùy thọ, hoặc tên là không hổ thẹn, hoặc tên là gốc tham dục, hoặc tên là sông Hằng chảy, hoặc tên là thường phá hoại, hoặc tên là tánh lửa lớn, hoặc tên là nhiều yêu não. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ, ở thế giới tiền thiểu cũng có rất nhiều danh từ khác nhau, nói tóm lại thì có 10. Một hoặc tên là dục lạc hiểm, do năm dục lạc mà tạo thành khổ. Hai hoặc tên là nơi trói buộc, nơi bị phiền não trói buộc. Ba hoặc tên là tà hạnh, hành vi tà chi tà kiến làm nên. Bốn hoặc tên là tùy thọ, theo dục niệm mà làm thì sẽ thọ quả khổ. Năm hoặc tên là không hổ thẹn, chẳng biết hổ thẹn, chẳng biết xấu hổ. Sáu hoặc tên là gốc tham dục, nguồn gốc của tham dục. Bảy hoặc tên là sông Hằng chảy, giống như nước sông Hằng thường chảy không ngừng. Tám hoặc tên là thường phá hoại, luôn luôn phá hoại căn lành, khiến cho chẳng được sinh trưởng. Chín hoặc tên là tánh lửa lớn hay thiêu hại người, hay hủy diệt mọi vật. 10. Hoặc tên là nhiều ưu não, có lo âu, có phiền não, tức là khổ. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới tiên thiểu, hoặc tên là đất rộng, hoặc tên là năng thú, hoặc tên là viễn huệ, hoặc tên là lưu nạn, hoặc tên là sợ hãi, hoặc tên là phóng dật, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là trước xứ, hoặc tên là chủ nhà, hoặc tên là trói lại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật
Ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiệu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là đất rộng, đất có phiền não rộng lớn tụ tập. Hai hoặc tên là năng thú, hai thú hướng đến ba đường ác. Ba hoặc tên là viễn huệ, xa lìa trí huệ bát nhã. Bốn hoặc tên là lưu nạn, lưu lại rất nhiều tai nạn. Năm hoặc tên là sợ hãi, có sự sợ hãi uy hiếp. Sáu hoặc tên là phóng dật, tức là chẳng giữ quy củ, tự ý phóng túng. Bảy hoặc tên là nhiếp lấy, nhiếp lấy tất cả phiền não lại với nhau. Tám hoặc tên là trước xứ, tức là nơi chấp trước. Chín hoặc tên là chủ nhà, chủ nhân trong nhà khổ. Mười hoặc tên là trói lại, bị trói lại với nhau chẳng được tự do. Chúng ta phàm phu bị năm dục trói buộc nên chẳng được giải thoát. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới Tiền Thiểu hoặc tên là sung mãn, hoặc tên là không chết, hoặc tên là vô ngã, hoặc tên là không tự tánh, hoặc tên là hết phân biệt, hoặc tên là trụ an lạc, hoặc tên là vô hạn lượng, hoặc tên là đoạn lưu truyền, hoặc tên là nơi tuyệt hành, hoặc tên là không hai. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là sung mãn, sung mãn khắp mọi nơi tận hư không biến pháp giới. Hai hoặc tên là không chết, cảnh giới không sinh không diệt, tức là không chết. Ba hoặc tên là vô ngã, vì đã diệt nên chẳng còn ngã tồn tại. Bốn hoặc tên là không tự tánh, diệt thì chẳng có tự tánh. Năm hoặc tên là hết phân biệt, tâm phân biệt đã hết. Sáu hoặc tên là trụ an lạc, trụ ở trong diệt đế là an lạc nhất. Bảy hoặc tên là không hạn lượng, chẳng có số lượng, chẳng có bờ mé. Tám hoặc tên là đoạn lưu truyền, đã đoạn lưu truyền trong luân hồi. Chín hoặc tên là nơi tuyệt hành, đến được cảnh giới ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Mười hoặc tên là không hai, chẳng có hai, đó mới là diệt. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới Tiên Thiểu đó, hoặc tên là đại quang minh, hoặc tên là diễn thuyết hải, hoặc tên là giản trạch nghĩa, hoặc tên là pháp hòa hợp, hoặc tên là địa thủ trước, hoặc tên là đoạn tương tục, hoặc tên là đường rộng lớn, hoặc tên là nhân bình đẳng, hoặc tên là tịnh phương tiện, hoặc tên là thấy thủ thắng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm được thì có 10. Một hoặc tên là đại quang minh, đi theo đạo tu hành thì sẽ đắc được bồ đề đạo đại quang minh. Hai hoặc tên là diễn thuyết hải, diễn nói đạo lý sâu rộng như biển cả. Ba hoặc tên là giản trạch nghĩa, nên giản tuyển chọn chân thật nghĩa mà tu hành. Bốn hoặc tên là pháp hòa hợp, tu đạo đế thì tất cả pháp đều hòa hợp. Năm hoặc tên là lìa thủ trước, để khỏi thủ xả, để khỏi chấp trước. Sáu hoặc tên là đoạn tương tục đã đoạn, sinh tử đã đoạn rồi. Bảy hoặc tên là đường rộng lớn, con đường này rộng lớn bằng phẳng từ địa vị phàm phu có thể đi đến quả vị thánh nhân. Tám hoặc tên là nhân bình đẳng, đạo này là nhân bình đẳng, ai tu hành thì người đó đắc được quả vị. Chín hoặc tên là tịnh phương tiện, đây là pháp môn phương tiện thanh tịnh. Mười hoặc tên là thấy tối thắng, đây là sự thấy thủ thắng nhất. Các Phật tử thế giới Tiên Thiểu nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Tiên Thiểu nói về bốn thánh đế có các danh từ như vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 400.000 danh từ, tuy danh từ khác nhau nhưng nghĩa lý đồng nhau, tùy theo tầm niệm của chúng sinh hoàn toàn khiến cho họ được điều phục, biến căng cường thành nhu hòa, phát bồ đề tâm thành bồ tát đạo. Các Phật tử
Thế giới Hitabha này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoàn hỷ đó, hoặc tên là lưu truyền, hoặc tên là sinh ra, hoặc tên là mất lợi, hoặc tên là nhiễm trước, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là khác nhau, hoặc tên là trong hiểm, hoặc tên là tập hội, hoặc tên là nhà ác, hoặc tên là tánh khổ não. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoàn hỷ đó cũng có rất nhiều danh từ khác nhau, nói tóm lược có 10. Một, hoặc tên là lưu truyền trong 6 nẻo luân hồi. 2. Hoặc tên là sinh ra tất cả phiền não khổ. 3. Hoặc tên là mất lợi, mất đi lợi ích liều khổ được vui. 4. Hoặc tên là nhiễm trước, tại sao phải khổ? Vì chấp trước pháp nhiễm ô, buông xả chẳng được ái dục. 5. Hoặc tên là gánh nặng, sự khổ này là gánh nặng nhất khiến cho người chẳng an lạc. 6. Hoặc tên là khác nhau, phàm là có sự phân biệt tức là khổ. 7. Hoặc tên là trong hiểm, trong tâm có nguy hiểm tức là phiền não. 8. Hoặc tên là tập hội đủ thứ nghiệp báo. 9. Hoặc tên là nhà ác, nhà là hung ác, tất cả chẳng cát tường. 10. Hoặc tên là tánh khổ não, tánh khổ là phiền não. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là đất, hoặc tên là phương tiện, hoặc tên là phi thời, hoặc tên là pháp trọng thật, hoặc tên là không đáy, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là địa giới, hoặc tên là pháp phiền não, hoặc tên là thấy hạn hẹp, hoặc tên là cấu tụ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, ở thế giới Ta Bà này nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoan hỷ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là đất, đất hay sinh trưởng phiền não. 2. Hoặc tên là phương tiện, tụ tập phiền não rất phương tiện. 3. Hoặc tên là phi thời, chẳng có thời gian nhất định. 4. Hoặc tên là pháp chẳng thật, chẳng phải pháp chân thật. 5. Hoặc tên là không đáy, động không đáy này dù bao nhiêu phiền não cũng lấp chẳng đầy. 6. Hoặc tên là nhiếp lấy tất cả phiền não lại. 7. Hoặc tên là lìa giới, để khỏi giới luật nên không thể ngừa ác phòng trái. 8. Hoặc tên là pháp phiền não, là phương pháp sinh phiền não. 9. Hoặc tên là thấy hạn hẹp, thấy hiểu rất hạn hẹp, do đó thấy gần chẳng thấy xa, thấy mình chẳng thấy người. 10. Hoặc tên là cấu tụ, bội bạn tụ lại với nhau. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là phá y chỉ, hoặc tên là không phóng dật, hoặc tên là chân thật, hoặc tên là bình đẳng, hoặc tên là thiện tịnh, hoặc tên là không bệnh, hoặc tên là không cong, hoặc tên là vô tướng, hoặc tên là tự tại, hoặc tên là không sinh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới hoan hỷ cũng có rất nhiều danh từ, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là phá ý chỉ, chỗ phiền não đương tự đã phá, chẳng còn phiền não nữa, chẳng còn vô minh. 2. Hoặc tên là không phóng dật, tức là giữ quy củ, chẳng còn mọi dục niệm, chẳng còn mọi phiền não. Bài kệ cảnh tỉnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền có nói rằng: một ngày trôi qua, mạng cũng giảm dần như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng hãy sinh tỉnh tấn, như cứu đầu lửa cháy, hãy nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Nghĩa là một ngày đã qua rồi, thì mạng sống cũng theo thời gian mà giảm đi, vì như cá ở trong nước tiêu dao tự tại, xong nước một ngày một cạn dần. Lúc đó mạng sống của cá gặp nguy hiểm, đời người cũng thế, còn có gì vui. Cho nên, nói các vị đại chúng hãy cố gắng tinh tấn, đừng có lười biếng. Giống như cứu cấp tốc đầu của mình bị lửa cháy, phải luôn luôn ghi nhớ quỷ vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào. Cho nên phải cẩn thận giữ gìn quy củ, đừng có phóng dật. Phóng dật thì sẽ đọa địa ngục. Đến địa ngục rồi, thì muốn giữ quy củ đã quá muộn rồi. Vua Diềm Vương chẳng tin lời của bạn nói, ông ta muốn bạn vĩnh viễn thọ khổ trong địa ngục. 3. Hoặc tên là chân thật, đạo lý chân thật không hư. 4. Hoặc tên là bình đẳng, tức là không sinh không diệt, không dơ không sạch,
không tăng không giảm, nằm hoặc tên là thiện tịnh, đây là pháp thanh tịnh lành nhất. 6. Hoặc tên là không bệnh, chẳng có tất cả ma bệnh phiền não. 7. Hoặc tên là không công, chẳng có tâm công vậy lừa dối người, do đó tâm thẳng là đạo tràng. 8. Hoặc tên là vô tướng, vì đã diệt nên chẳng còn hình tướng. 9. Hoặc tên là tự tại tức là giải thoát tức là tự tại. 10. Hoặc tên là không sinh, đến nơi tịch diệt thì không sinh không diệt. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới hoan hỷ đó, hoặc tên là vào thắng giới, hoặc tên là đoạn tập, hoặc tên là siêu đẳng loại, hoặc tên là tánh rộng lớn, hoặc tên là hết phân biệt, hoặc tên là thần lực đạo, hoặc tên là các phương tiện, hoặc tên là chánh niệm hành, hoặc tên là đường thường tịch, hoặc tên là nhiếp giải thoát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới hoan hỷ cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là vào thắng giới, vào cảnh giới thủ thắng. 2. Hoặc tên là đoạn tập, đã đoạn phiền não tập tụ. 3. Hoặc tên là siêu đẳng loại, siêu hơn tất cả. 4. Hoặc tên là tánh rộng lớn, tức là bao la vạn tượng, tất cả đều ở trong đó. Tôi còn nhớ lúc tôi 16 tuổi đã từng làm bài kệ rằng: vạn vật nhân sinh đạo, đắc giả tự thông linh, bộ triệt cá trùng lý, bồ đề bất giảm tăng. Đại ý là nói vạn vật do đạo mà sinh tồn, nếu đắc được đạo thì thần sẽ thông linh, minh bạch chân lý của đạo, thì bồ đề chẳng giảm chỉ có tăng, được địa vị vừa tốt. 5. Hoặc tên là hết phân biệt, vì con người có rất nhiều tâm phân biệt, cho nên phân biệt rất rõ ràng. Đây là dài, kia là ngắn, đây là đúng, kia sai. Khi đến được đạo đế thì tâm phân biệt sẽ tiêu sạch, lúc đó lời lẽ cũng chẳng còn, tâm lý tưởng cũng bật luôn. 6. Hoặc tên là thần lực đạo, có rất thần thông rất lớn. 7. Hoặc tên là các phương tiện, có tất cả phương tiện pháp môn. 8. Hoặc tên là chánh niệm hành, tu hành tức là chánh niệm. 9. Hoặc tên là đường thường tịch, là con đường thường tịch tĩnh. 10. Hoặc tên là nhiếp giải thoát, tu đạo thì sẽ nhiếp lấy giải thoát. Các Phật tử thế giới hoan hỷ nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới hoan hỷ nói về danh từ của bốn thánh đế như vừa nói ở trước. Nếu nói tỉ mỉ thì có các danh từ như vậy, cả thảy là 400.000.000 danh từ. Tuy nhiên danh từ khác nhau mà nghĩa lý giống nhau, tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. Các Phật tử ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quan thực đó, hoặc tên là tướng bại hoại, hoặc tên là như bôi khí, hoặc tên là ngã sở thành, hoặc tên là các thú thân, hoặc tên là số lưu chuyển, hoặc tên là các cửa ác, hoặc tên là tánh khổ, hoặc tên là xả bỏ, hoặc tên là vô vị, hoặc tên là đến đi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quan thượng cũng có rất nhiều danh từ, nói đơn giản thì có 10. 1. Hoặc tên là tướng bại hoại, vì thọ khổ thì tướng tốt cũng biến thành tướng xấu. 2. Hoặc tên là như mùi khí, tức là đồ chứa đựng giống như cái bát. 3. Hoặc tên là ngã sở thành, sự khổ này là do ngã mạn mà thành. 4. Hoặc tên là các thú thân, khổ là gốc của 4 ác thú. 5. Hoặc tên là số lưu chuyển, vô số lần lưu chuyển ở trong luân hồi sinh tử. 6. Hoặc tên là các cửa ác, khổ là các cửa ác. 7. Hoặc tên là tánh khổ, tánh của nó là khổ. 8. Hoặc tên là xả bỏ, vì quá khổ cho nên phải xả bỏ nó, đừng lưu chuyển nó. 9. Hoặc tên là vô vị, chẳng có vị ngọt, chỉ có vị khổ. 10. Hoặc tên là đến đi, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, tức cũng là sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, lưu chuyển không ngừng. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế
Ở thế giới quan thưởng hoặc tên là hạnh, hoặc tên là phẫn độc, hoặc tên là hòa hợp, hoặc tên là thọ tri, hoặc tên là ngã tâm, hoặc tên là tạp độc, hoặc tên là hư sư, hoặc tên là trái ngược, hoặc tên là nhiệt não, hoặc tên là kinh hãi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quan thưởng cũng có rất nhiều danh từ. Nói đơn giản thì có 10 danh từ. Một hoặc tên là hạnh, có một hạnh khổ. Hai hoặc tên là phẫn độc, tức là độc phẫn nộ. Ba hoặc tên hòa hợp, phiền não hòa hợp mà thành tập đế. 4. Hoặc tên là thọ tri, tức là thọ tri trong pháp 12 nhân duyên. 5. Hoặc tên là ngã tâm, do ngã tâm mà sinh phiền não. 6. Hoặc tên là tạp độc, đủ thứ độc tạp nhiễm tập tụ với nhau. 7. Hoặc tên là hư xưng, danh xưng hư vọng. 8. Hoặc tên là trái ngược, đạo lý trái ngược tự tánh. 9. Hoặc tên là nhiệt não, phiền não nóng bức. 10. Hoặc tên là kinh hãi, phiền não khiến cho người kinh kỳ sợ hãi. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới quan thưởng hoặc tên là không tích tập, hoặc tên là bất khả đắc, hoặc tên là thuốc diệu, hoặc tên là không thể hoại, hoặc tên là vô trước, hoặc tên là vô lượng, hoặc tên là rộng lớn, hoặc tên là giác phần, hoặc tên là địa nhiễm, hoặc tên là không chướng ngại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quan thưởng cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là không tích tập, không có phiền não tích tập. Hai hoặc tên là bất khả đắc, vì đã diệt cho nên chẳng có sở đắc, do đó vô trí diệt vô đắc. Ba hoặc tên là thuốc diệu, diệt đế là chân chánh thuốc hay, hay trị lành tất cả bệnh phiền não. 4. Hoặc tên là không thể hoại, diệt đế không thể phá hoại được. 5. Hoặc tên là vô trước, chẳng chấp trước, tất cả đều buông xả. 6. Hoặc tên là vô lượng, chẳng có số lượng, chẳng cùng tận. 7. Hoặc tên là rộng lớn không bờ bến. 8. Hoặc tên là giác phần trong 7 giác phần. 9. Hoặc tên là lìa nhiễm, để khỏi pháp ô nhiễm. 10. Hoặc tên là không chướng ngại, chẳng có tất cả chướng ngại. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới quan thưởng hoặc tên là hành an ổn, hoặc tên là lìa dục, hoặc tên là thật cứu kính, hoặc tên là vào nghĩa, hoặc tên là tánh cứu kính, hoặc tên là tịnh hiện, hoặc tên là nhiếp niệm, hoặc tên là hướng giải thoát, hoặc tên là cứu tế, hoặc tên là thắng hạnh. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ diệt đạo thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới quan thượng cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có 10. Một hoặc tên là hành an ổn, hành vi an ổn. Hai hoặc tên là lìa dục, lìa khỏi tất cả phiền não, chẳng có tất cả dục niệm. Tại sao chúng ta hay nổi giận? Vì có vấn đề dục. Có dục thì có vấn đề ích kỷ, có ích kỷ thì có phiền não thì có khổ. Nếu lìa dục được thì chẳng còn phiền não, chẳng còn khổ. Bất cứ gặp cảnh giới gì đều chẳng động tâm, do đó như như bất động, liễu liễu thường minh, đó là đắc được lợi ích của đạo đế. Trong kinh Kim Cang có nói, lìa dục A-la-hán, các vị A-la-hán biến tất cả dục niệm thành tâm thanh tịnh, biến dục thành trí huệ quang minh. Chúng ta người tu hành, người tin Phật, người nghiên cứu Phật Pháp đều phải hồn quang phản chiếu, tự hỏi mình còn dục chăng, nhất là có dầm dục. Nếu có tư tưởng như thế thì hãy mau dụng công tu hành, đoạn tuyệt tư tưởng đó. Như thế mới có sự thành tựu, bằng không thì không lìa dục được, cũng không thể đoạn dục. Hy vọng mọi người chú ý về điểm này. Ba hoặc tên là thật cứu kính, đây mới là đạo tu hành cứu kính chân thật. Bốn hoặc tên là vào nghĩa, tu đạo này thì sẽ rõ nghĩa, minh bạch tất cả nghĩa lý. Năm hoặc tên là tánh cứu kính, đây là quy túc của tự tánh cứu kính. Đạo mà tu viên mãn thì sẽ chứng được quả vị tự tánh giác ngộ.
6. Hoặc tên là tịnh hiện, tu hành thanh tịnh thì trí huệ sẽ hiện tiền. 7. Hoặc tên là nhiếp niệm, làm thế nào để lìa dục thì phải nhiếp niệm. Nhiếp niệm gì? Nhiếp giữ tâm niệm, tôi cũng là nhiếp tâm, khiến cho tâm đừng chạy đi, do đó tâm phiền ý mã, phải xem giữ tâm đừng đè nó chạy bên ngoài. Nhiếp tâm như thế nào? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không cần niệm ra tiếng, chỉ niệm ở trong tâm, đây là phương pháp nhiếp tâm tốt nhất. Hoặc là tham thiền, tham cầu niệm Phật là ai, hoặc là niệm 6 chữ Đại Minh Chú, Úm Ma Ni Bát Di Hồng, hoặc là tụng kinh lễ Phật, phải dùng đủ thứ phương pháp để quản lý tâm niệm của mình, đừng để cho nó khởi vọng tưởng lăng xăng theo cảnh giới mà lai truyền. Nếu nhiếp niệm được thì sẽ thấy sự tỉnh sự ra khỏi thế gian, bằng không thì thấy sự mê sự đoạn trầm luân. Thấy việc gì giác ngộ việc đó thì tức là ra khỏi thế gian, thấy việc gì mà mê hoặc việc đó thì tức là đoạn trầm luân. Tóm lại, nhiếp niệm được thì vượt ra khỏi ba cõi, không nhiếp niệm được thì sẽ đoạn vào ba cõi. Do đó tất cả đạo lý đều phải nhiếp niệm và lìa dục. Người tu đạo ai làm chủ được tâm của mình, tức là nhiếp niệm, thì người đó thấy cảnh giới mà chẳng động tâm, đó tức là lìa dục. Lìa dục tức là thật tịnh, thật trị, thật đạo, thật đức. Lìa dục phải từ nhiếp niệm mà bắt đầu, đừng khởi vọng tưởng. Tóm lại, lìa khỏi dục được thanh tịnh, đó tức là nhiếp niệm. Nếu nhiếp trụ tâm niệm được, thì tất cả dục niệm đều chẳng còn, đây đều có quan hệ với nhau. 8. Hoặc tên là hướng giải thoát, hướng về giải thoát chẳng còn chấp trước. 9. Hoặc tên là cứu tế, hay cứu tế tất cả chúng sinh, từ bờ này đến được bờ kia. 10. Hoặc tên là thắng hạnh, tu hành hạnh môn thủ thắng mới chứng được cứu kính niết bàn. Các Phật tử, thế giới quản thượng nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 410.000 danh từ. Tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho họ đều được điều phục. Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ở thế giới quản thượng nói về danh từ của bốn thánh đế có các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì có 400.000.000 danh từ, tùy thuận tâm của chúng sinh hoan hỷ mà dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khiến cho chúng sinh hoàn toàn được điều phục, thân tâm điều phục, ý cũng điều phục mà tu hành hạnh môn thanh tịnh.